Xin chào các bạn, nếu các bạn lần đầu tiên xem video hướng dẫn cắt giá này đó trên kênh của mình thì một cho mình nút like, nút đăng ký kênh đồng hồ mình nhé. Trong video hôm nay mình sẽ dẫn mọi người giá này đó đến từ Patron ra. Để tham gia giá này đó này thì mọi người vào link dưới phần mô tả cho mình sẽ hoàn thành các nhiệm vụ trên Telegram. Vào đây bấm start cho mình nhập đầu tiên. Ok, tiếp theo bấm con tin nhập mã gấp ra đây. Ở đây mình nhập mã gấp ra cho mình nhé. Rồi, bây giờ mình làm các nhiệm vụ tiếp theo. Do vào kênh của Group Telegram và kênh Channel Telegram. Bấm tham gia kênh này. Sau đó quay trở lại. Do vào kênh Channel dự án luôn. Bấm tham gia kênh. Ok. Tiếp tục quay trở lại. Các bạn follow Twitter, like và retweet ở kênh Twitter cho mình. Ở đây bấm theo dõi kênh Twitter này. Sau đó kéo xuống bài đăng. Bấm like, retweet ở kênh Twitter. Ok. Tiếp tục quay trở lại Telegram bây giờ bấm vào đôn ở đây tiếp tục mọi người sẽ làm cái nhiệm vụ tiếp theo ở đây mọi nó bảo mọi người gửi địa chỉ vị ăn à, gửi username em kênh Twitter mọi người vào đây cho mình nhá Ok tiếp theo follow kênh Instagram follow kênh Facebook Ở đây các bạn bấm follow kênh Instagram này Sau đó quay trở lại follow kênh Facebook cho mình Bấm theo dõi cho mình Ok, tiếp tục quay trở lại Telegram Bấm vào đôn Rồi Ở đây mọi người gửi địa chỉ ví Các bạn sẽ dùng địa chỉ ví mạng Binance Smart Chain của mọi người ở trên ví Truth Wallet hoặc là ví Metamask nhé và đây các bạn có thể copy để chỉ vị metamask hoặc để chỉ vị trust wallet ok sau khi vào đây rồi mọi người bấm vào sao chép này sau đó các bạn quay trở lại telegram tiếp tục gửi địa chỉ ví vào đây ok rồi bấm đun ok và cuối cùng ở đây mọi người sẽ có một cái link red để mọi người chia sẻ với bạn bè và người thân Dự án này thì tất cả những anh em tham gia Eros đều nhận được 20 token PTR mỗi nhá Nếu như dự án phân phối token Ok cảm ơn mọi người đã xem video Hẹn mọi người những video và giờ tiếp theo Xin chào và hẹn gặp lại mọi người